Thiếu tướng Cao Long Hỷ và thương binh đặc biệt Lê Thống Nhất, hai cựu binh năm xưa gặp lại nhau sau 45 năm đất nước thống nhất. Trong cảm xúc bồi hồi, họ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm chiến trường xưa và hồi ức sâu sắc về Bác Hồ. Thế là theo Trung tướng Nguyễn Bình triệu tập thì chúng tôi xuống dưới này, hội thành đại đội đồng tử quân Nam Bộ, đóng ở Đồng Tháp 10 tới Đốc Bình Kiều. Trung tướng Nguyễn Bình phải cử người xuống. Thế bây giờ tỉnh Trung tướng có ý định tặng các cháu thiếu sinh quân một cái quà là một tấm hình. Thì vậy giờ các cháu tính chụp cái gì? Thì chúng tôi tất cả 100 anh em thống nhất đề nghị tặng cho cái ảnh của Bác Hồ. Cảm xúc của tôi là tối đó đó, khi được tặng bình ảnh Bác Hồ rồi không có đứa nào ngủ được. Mỏ mãi suốt đêm mà chúng tôi nằm trong nốt á. Thì nguyện vọng chúng tôi hiện nay, sau khi gửi cho bảo tàng của Bác ở đây hai cái ảnh thì chúng tôi rất yên tâm. Đã 3/4 thế kỷ trôi qua kể từ ngày mà Thiếu tướng Cao Long Hỷ nhận được một cái món quà rất là đặc biệt, đó chính là bức ảnh về Bác Hồ. Thế nhưng mà những cảm xúc trong lòng ông vẫn cứ vẹn nguyên như thế. Còn đối với người thương binh đặc biệt Lê Thống Nhất thì chiếc áo trấn thủ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng cho ông có ý nghĩa đặc biệt như thế nào trong cuộc đời của ông ạ? 54 ra Bác thấy 55 ở trại thương binh Thanh Hóa. Thế là trưởng ty mới gọi lên báo là Bác Hồ gửi tặng Lê Thống Nhất cái áo trấn thủ. Anh em mừng quá nha, rất mừng quá. Cái hôm mặt liên quan mà may mắn là được Thiếu tướng Trần Độ tận tay Thiếu tướng Trần Độ trao, thì coi như là anh em trong cái hàng ngàn thương binh mà với cựu chiến binh của Cần Thơ Rạch Giá mà mỗi mình tôi là được tặng thành ra anh em mừng lắm. Khi mà tặng áo trấn thủ rồi cái tôi toàn ra Hà Nội, đem ra Hà Nội toàn tôi xếp lại bỏ trong áo gối nằm không tôi nói nằm này để giữ hơi ấm của Bác Hồ. Ngày hôm nay là một ngày lễ lớn của dân tộc Việt Nam, chúng ta kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và đối với những người trẻ như tôi thì thật sự rất biết ơn vì ngày hôm nay có cơ hội được gặp gỡ, được trò chuyện với những người cựu binh năm xưa, được lắng nghe họ hồi tưởng về một quá khứ bom rơi lửa đạn nhưng vô cùng hào hùng của dân tộc Việt Nam và được hiểu rõ hơn về cuộc đời hoạt động cách mạng cao cả, một cuộc đời giản dị nhưng chan chứa tình yêu thương của Bác với non sông đất nước Việt Nam. Và xin được cảm ơn hai vị nhân chứng lịch sử ngày hôm nay vì đã giúp chúng cháu có thể hiểu rõ hơn về cuộc đời của Bác Hồ, cũng như là giúp chúng cháu có thể hiểu rõ sứ mệnh của chúng cháu là phải cố gắng học tập rèn luyện và cố gắng góp phần xây dựng và bảo vệ non sông Tổ quốc Việt Nam ạ.